Em chào các bác nhé, chào tất cả các quý khách hàng trên kênh của kênh Cây Giống Nông Nghiệp 4.0 ngày hôm nay. Giới thiệu với các bác, đây là cau mầm ở bên em các bác nhé. Loại cau mầm của hàng cau Liên Phòng. Các bác có nhìn thấy quả không ạ? Cái cau này nó là một cái dòng cau mà quả thon dài, nhưng mà mình của nó là đầy, chứ nó không phải là dòng cau gầy. Nó không phải là dòng cau cau ta gầy ngày xưa gọi là cau cau quả bé nữa. Và cái dòng này suốt thời điểm năm ngoái cho đến thời điểm năm nay, em đưa ra thị trường khá là nhiều cái lượng cau mầm này cho các cái nhà vườn để đóng cây bán ở trong Đắk Lắk hoặc là ở Bình Định, mấy tỉnh Tây Nguyên với mấy tỉnh miền Trung thì tương đối là nhiều lượng hàng về đó, tương đối là nhiều. Và khi mà các bác ấy chào bầu thì cái tỷ lệ mà cây ấy đạt ấy thì gần như là lên được 95%. Thì những cái lô hàng như này bên em thì đa phần là trong quá trình ủ thì đã có phun chống nấm chống thối hết cả rồi. Tuy nhiên nếu mà để mà các bác mà về mua cái dòng cây này trồng luôn, các bác lưu ý cho em là các bác cho cái phần rễ này, quay phần rễ xuống dưới, quay phần mầm lên trên và trồng trong vòng tầm khoảng 2 tuần các bác nhé, thì các bác phun cho em một bình Zizumin. Em gọi là Zizumin hoặc các bác gọi là Zidumin với cả là Atonic nhé. Đây là một trong những cái dòng thuốc mà nó chống nấm, chống thối cực tốt cho các cái loại hạt mầm, hạt giống. Và Atonic thì nó có tác dụng làm tăng trưởng cái mầm, cho xanh mầm. Nếu mà các bác mà thấy em đọc tên mà không cụ thể thì các bác có thể vào Zalo, em gửi mẫu thuốc cho các bác để các bác phun. Không ngoại trừ đây là có, không ngoại trừ mỗi một cái loại cau mà thậm chí có rất nhiều loại hạt bên em đều phải sử dụng những cái loại thuốc này để đảm bảo được cho cái hạt giống của mình. Hiện tại bên em khi mà gửi đi các cái tỉnh xa ấy, thì cái cau Liên Phòng ấy thì nó tương đối là nặng và cái phí xăng dầu lên nên là chi phí tương đối là đắt. Nên là em cũng muốn là nếu mà các bác nào ở xa mà chúng ta lấy cái số lượng nó không nhiều, 100, 200, 300 cây thì chúng ta có thể chuyển sang cau mầm. Em có thể gửi, hiện tại bây giờ cau mầm thì em đã liên kết với Viettelpost, thì em có thể gửi bên Viettelpost 100, 200 mầm bình thường cho khách hàng của mình. Hoặc là nếu không thì em có thể gửi xe khách nhé các bác nhé. Em có thể gửi xe khách mà thí dụ như là gửi vào trong Đắk Nông, Đắk Lắk ấy. Đấy, thì em sẽ có những cái xe rất là tiện chuyến để chạy vào trong đó. Nên là các bác mua cái dòng cau mầm này thì cái lợi thế đầu tiên là giá nó rẻ bằng nửa cái cây cau mà bên em đã ươm lên. Thứ hai nữa là nó vẫn đạt được cái số lượng cây như mình mong muốn. Đặc biệt với em ấy thì khi mà em giao cho khách hàng ấy, thì trước khi giao cho khách hàng em sẽ kiểm tra, em sẽ kiểm tra lại cái chất lượng của mầm. Mầm chắc chắn lên đạt đảm bảo thì em mới gửi, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về vấn đề này nhá. Đa phần những cái quả mầm ở bên em bây giờ nó đang đạt ngưỡng tầm từ 2 phân đến 3 phân. Đều 2 phân 3 phân, và nếu gửi em cũng chỉ gửi thế thôi. Em sẽ tránh không gửi những cái mầm mà nó quá dài, vì không may nó gãy thì nó rất là phí. Đấy, 3-4 phân, cao nhất là 4 phân. Các bác trồng thì nó lên ngay, nhìn thấy cái hiệu quả lên ngay nhá. Và sau cái video này, nếu mà các bác mà thích cái dòng cau mầm này ấy, để vận chuyển cho dễ và cũng chi phí được cái tiết kiệm mà trồng cây ấy, thì các bác có thể liên hệ với em. Hiện tại bên em vẫn có cau mầm của dòng cau Liên Phòng và có cả cau mầm của dòng cau ta nhé. Chỉ có mỗi cau lợn cọ là em không bán cau mầm, lý do là bởi vì cái cau lợn cọ này, một cái cây cau lợn cọ nó không thể ra được những cái quả đúng cau lợn cọ, nó chỉ đạt được cái tỷ lệ rất là thấp trong đấy, nên em sẽ không bán. Như thế nó sẽ rất là mất uy tín và khách hàng của mình, người ta cũng sau nó ra không chuẩn thì nó rất là mang tiếng ạ. Rồi, cái video của em hôm nay xin được tạm dừng tại đây nhé. Em chào tất cả mọi người.